Sáng ngày 15 tháng 6, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Đại biểu Phan Đức Hiếu, Thái Bình bày tỏ thống nhất cao với chính phủ về mục tiêu sửa đổi luật dầu khí lần này, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và tư nhân trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong bối cảnh hoạt động dầu khí ngày càng khó khăn, phức tạp, và nhất là những khu vực nước sâu xa bờ, nhạy cảm về quốc phòng an ninh trên Biển Đông. Do đó, sửa luật cần bảo đảm có được chính sách thu hút đầu tư, đảm bảo tính cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, nhưng trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích quốc gia và nhà đầu tư. Đại biểu cũng lưu ý khi thiết kế chính sách này cần đặc biệt lưu ý đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Hà Nội cho rằng đây là định hướng hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên cũng cần đề cao tính thận trọng. Bởi trên thực tế, dầu khí là nguồn tài nguyên không tái tạo và trong những năm qua, giá dầu khí luôn tăng cao. Sáng ngày 15 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Bên cạnh kết quả đạt được, một số bộ ngành địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư chậm, chưa phân bổ chi tiết ngay từ đầu năm, phân bổ chưa đúng quy định, chưa đúng thứ tự ưu tiên. Còn một số trường hợp kê khai chưa chính xác các khoản thu tiền sử dụng đất, thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản, thu từ các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Quốc hội đề nghị chính phủ, các bộ ngành địa phương, các đơn vị quản lý thu chi ngân sách nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tồn tại hạn chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước để không lặp lại các tồn tại hạn chế này trong các năm sau. Sáng ngày 15 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ đào tạo Đại học Công an chính quy về công tác tại công an xã ở các huyện như Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, sau 6 tháng, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai công an chính quy tại 58 xã ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh thì tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng này đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, môi trường hoạt động, nhanh chóng bám địa bàn và triển khai tốt chương trình nhiệm vụ công tác. Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, nên việc tăng cường cán bộ chiến sĩ chính quy về các xã là hoàn toàn hợp lý. Qua tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ trên địa bàn Hà Nội liên tục xảy ra ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn gần đây còn là do phát triển hạ tầng không đồng bộ, nhiều khu vực ao hồ bị san lấp để xây nhà cao tầng, đặc biệt là hai dự án thoát nước, chống ngập úng trọng điểm cho khu vực phía Tây Hà Nội là dự án trạm bơm Tiêu Yên Nghĩa được triển khai từ năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng và dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Đến giờ này vẫn dở dàng. Sáng ngày 15 tháng 6, ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Liên, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại tài sản của người dân, rất may không có thiệt hại về người. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 14 tháng 6, mưa đá kèm theo lốc xoáy mạnh quét qua địa bàn xã Hương Liên, trong đó chủ yếu là ở thôn 3 và thôn 4. Theo thống kê bước đầu, có 30 nhà dân bị thiệt hại tốc mái nhà và mái che nắng, hàng chục cây gió tràm 5 đến 7 năm tuổi, cùng nhiều cây trồng các loại bị gãy đổ hàng loạt. Dự kiến công tác khắc phục hậu quả sẽ hoàn thành sau 2 ngày. Ngày 15 tháng 6, trên website của Hội Nhà văn Việt Nam đã đăng tải thông tin về việc hỗ trợ vé tàu xe cho đại biểu tham dự hội nghị viết văn trẻ, trong đó nói rõ mọi chi phí vé tàu xe đi lại của đại biểu Hà Nội, cũng như tỉnh thành khác không được địa phương hỗ trợ, sẽ được hội tìm cách thanh toán lại đầy đủ sau hội nghị. Cho tới khi diễn ra cuộc họp báo về hội nghị vào sáng ngày 13 tháng 6, ban tổ chức đã nhận được phản hồi từ đa số các tỉnh thành, trong đó có địa phương như Lạng Sơn, từ chối hỗ trợ vé tàu xe cho đại biểu. Riêng thành phố Hà Nội, do có số lượng đại biểu đông nhất là 27 người và là địa phương ít có tiền lệ hỗ trợ vé tàu xe cho đại biểu, vì các hội nghị trước đây chủ yếu tổ chức ở Hà Nội, nên Hội Nhà văn Việt Nam đã hai lần gửi công văn cho lãnh đạo thành phố nhưng không thấy phản hồi. Vì hội nghị sắp diễn ra, ban tổ chức đề nghị các đại biểu của Hà Nội tự mua vé vào Đà Nẵng. Mọi chi phí vé tàu xe đi lại của đại biểu Hà Nội cũng như tỉnh thành khác không được địa phương hỗ trợ sẽ được hội tìm cách thanh toán lại đầy đủ sau hội nghị.
Ngày 15 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam Võ Hoàng Khang, 26 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để điều tra về các tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người, cướp tài sản. Cụ thể, Khang và bé gái 13 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, biết nhau vì em này học cùng lớp với em gái của Khang. Sáng ngày 13 tháng 6, Khang nhắn tin hẹn nạn nhân gặp nhau tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Chợ Lách. Sau đó, Khang dụ nạn nhân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Phòng này được Khang thuê từ trước. Đối tượng ép nạn nhân quan hệ tình dục, nhưng bé gái phản kháng kêu cứu. Sợ sự việc bại lộ, Khang dùng tay bóp cổ bé cho đến chết. Sau đó, tiếp tục giao cấu, rồi lấy đôi bông tai và xe mô tô của nạn nhân, rồi tẩu thoát về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 6, Khang bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Khang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.